chưa? Ôi xê! Xin chào các bạn, mình là Hưng đây. Tên của anh đây. Dám chào thay mình các bạn ạ. Rồi. Xin chào các bạn, mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Em. Hôm nay. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Để tiếp đãi Hưng Vlog từ trên Bắc Giang xuống. Hôm nay anh em mình sẽ làm một món đúng chất của bà Tân Vlog, là mẹ Hưng Vlog ấy, là một món siêu to khổng lồ đấy. Khổng lồ đấy. Khổng lồ, khổng lồ đấy. À, đây là xe chở đồ của anh em mình. Đồ của anh em mình đã để bên kia rồi. Tí nữa sẽ bật đi cho mọi người. Sẽ là món ri. Đấy, thì các bạn ơi, hôm nay mình ở đây mình lại được thưởng thức món của Tam Mao với này anh Cường các bạn nhá. Đấy, hôm nay thưởng thức đây là hai đồng bếp. Tam Mao với anh Cường. Đấy, mình lại sẽ ăn thịt Tam Mao các bạn nhá. Tam Mao với món tivi á. Đấy các bạn ơi, thực ra mình trêu các bạn đấy, thì hôm nay là đầu bếp sẽ là anh Cường và Mao đệ. Đấy, sẽ thể hiện món khổng lồ để nấu cho mình thưởng thức các bạn nhá. Hôm nay mình lại được ăn trực các bạn ạ. Thế gọi là lượt đi lượt về. Đấy, rồi. Thì đây là món mình ăn xong món này là mình đi về các bạn ạ. Về luôn các bạn ạ. Mãi ở lại đi chơi chẳng gì. Rồi. Thì bây giờ sẽ đi nấu luôn các bạn nhá. Đấy. Anh Cường chuẩn bị hết đồ rồi. Ok. Đấy, hôm nay mình sẽ thi chặt vịt với anh Cường các bạn nhá. Ok. Đấy. Anh cũng biết chặt vịt à? Ôi ơi, chặt ác luôn đấy. Oh, okay. Mà này không biết có biết chặt không. Ok. Các bạn ơi, vịt của anh Cường với lại Mao đệ này trắng lót là như Mao đệ luôn các bạn ạ. Anh em vật lồng mai nó mới sạch hết chỗ này đây anh ạ. Mấy con đi anh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 con. 9 con. Hôm nay sẽ có món vịt om sấu siêu to khổng lồ đúng chất đậm chất của bà Tân Vlog, à Hưng Vlog. Đấy, để cho mọi người xem nhá. Nào. Rồi, bắt đầu lôi vịt ra anh em mình tỉ thí luôn. Rồi ok. Ai xem ai chặt nhanh hơn anh? Cô có dao không anh? Đấy. Đấy, kia. Thế cho em chặt nữa. Đây, ba người à? Ok. Ai được rồi. Xem ai nó chặt được nhanh hơn ấy. Ok. Và sau đây là cuộc thi chặt vịt giữa Tam Mao TV và Hưng Vlog. Bắt đầu cho Hưng Vlog chọn một con chọn một con dao và một con vịt trước. Rồi, okay, con lại đi. Hả? Chọn cho anh một con vịt. Cho em cũng chặt. Mày chặt đi, vì thích chặt chỗ nào thì chặt đi. Em chặt hơn cái gì nhá. Anh đừng có đùa. Tránh. Trời ơi, em ơi, từ từ. Cách xa nhau ra tí không. À đúng rồi, lại va vào nhau. Không là chặt vào nhau ngay lập tức đấy. Nào cho em con này. Đây, thích con nào? Đây cho Mao đổi con này dễ chặt đây. Ôi, chặt. Cho cái con này dễ chặt thôi. Con dao mán dễ chặt nhất đấy. Nào. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chặt để chặt to hay là chặt bé đây? Từ tránh xa cái thằng này ra. Mày thích tránh xa tao ra. Ai thi với em không? Thôi phải ai thi với mày đâu, mày đi về đi. Không, để em thi với. Nào. Mọi người sẵn sàng kia nhỉ? Nào. Tuấn đi chưa? Rồi bắt đầu. Đây, bắt đầu. Cái nào cùn đi. Cùn gì anh? Này cùn quá. Gì ấy? Kéo lên. Nào. Ra đưa từ đây. Cho nhanh thế. Có cả cỏ ở đây này. Cỏ ơi, chân nóng chẳng có cỏ. Quá là cùn luôn. Con nào mình ăn cái đều đấy. Con nào này cùn quá. Con nào thế em? Ơi anh phải băm vài nhát đây này. Con bản đây không phải được bếp kiểu như thế nên là. Quê anh nhanh đi. Nó hơi hơi kia một tí. Con nào này quá là cùn. Ui. Không được đi nhanh thế. Nhanh thế. Rồi. Ui ôi. Anh ấy có khi vỡ tốt anh ạ. Vỡ sao được. Something to hold on. Find your way away.
ôm sụp chặt rối. Em thấy anh chặt đều đều hơn nhiều. Thế mà anh bảo là anh là cũng là đồng bếp. Sao được một con các bạn ạ? Ai à? Nói chung là mình đã giành chiến thắng trong cái cuộc thi chặt vịt rồi. Đấy, và hai đối thủ này nách không ăn thua. Bây giờ sao mình cùn đấy. Bây giờ sẽ phải sao sao vịt trước các mọi người nha. Nào. Nào. Anh ơi, chiều. Cái này như kiểu phải dùng cái che một con này. Quấy như khối cắm lợn lên ấy. Quấy như khối cắm lợn. Thì nó mới được nữa. Mạnh lên. Anh em mình phải vừa chặt xong rồi. Bây giờ ta lại rửa lại. Phải nói là nếu mà thời tiết ủng hộ thì anh em mình mới hoàn thành xong được cái món này. Siêu to luôn các bạn. Bây giờ sao chín á? À, rồi ngấm gia vị á, ngon nhẹ nhỉ. Anh ơi, mấy chục người quay trọ ơi. Anh có bao giờ mẹ anh nấu món to như này vậy? Mẹ anh cũng làm vịt om xấu rồi nhưng mà chỉ có 5 con thôi. 5 con á? Thế mẹ anh lại kém 4 con rồi. Chỗ này hơn 30 cân vịt. Đấy, 9 con các bạn ạ. Ăn à, đấy là mình chín cả lông. Còn thịt ra thì cũng được. Thịt ra hơi lại thịt ra thôi. Ui dồi ôi các bạn ơi, cả mỏ luôn các bạn ạ. Cả mỏ luôn. Ui dồi ôi. Ê, gạo đêm tiếng chín nữa anh nhỉ. Ui kiểu như tiếng chảy sẽ khóc vào bầu. Thôi, anh ấy có khỏe được rồi đấy. À, thôi nói chung là chỉ cần đảo qua như vậy thôi. Bây giờ anh em mình sẽ cho vào nồi này để om bắt đầu om xấu nhá. Ok. Ha. Em vẫn chưa bỏng đến đây anh ạ. Chưa bỏng đến đó. Ôi ôi. À, kinh nhỉ. Nó chỉ bỏng cái thôi mọi người ạ. Cái nồi này quá cái này quá kinh điển. Đấy. Cháo từ thời chiến tranh nhỉ. Em xem bên kia xem bỏng chưa? Chắc chắn là bỏng rồi. À bên này bỏng. Lửa nó bên tán bên đấy. Nào. 1 2. Ây da. Ôi da. Nào nhấc cao lên. Đây là trứng nè trứng. Chưa hiểu ý nhau. Nặng quá, chưa ăn ý cho anh. Phải có một cái khăn này nữa. À mau đệ lấy cái muôi vết vào đây cho anh. Thì em vết rồi. Ừ, thơm nước mũi rồi. Phải còn một khăn nữa. Khăn nữa. Để không đây. Không phải khăn. Mới à. Nào, 1 2. Nào. Thử nhá. À từ từ, nào đặt xuống. Bao. Đây. Không được. Nào. Lên nhá. 1 2 3. Wow. Gạt đây. Gạt đây. À, từ từ. Ấy. Oh. Wow. Yeah. Khá là nặng. Thơm quá. Ui, ngon chưa? Em muốn cắn luôn một miếng bây giờ. Nhưng mà tôi được tính nữa ăn là một quái. Rồi. Wow. Bước luôn mọi người ạ. Như kiểu lòng mề gà ấy. Lòng mề gà tôi giả. Rồi, đây. Ngon chưa? Một nồi khá là ok đấy mọi người ạ. Rồi, ha, đây đây. Ha, 1, 2. Được không? Sao bây giờ cho nước hả anh? Rồi, khiến sang bên này tí. Rồi, ok. Chắc không? Cho xấu vào anh. Đây. Ôi dồi ôi, nặng quá. Có xấu vào. Chết chứ. À vừa thôi em ơi. Chùa đấy. Xé ra chứ. Ây dạ. Wow. Cứ cho vào nó mới chịu chùa anh ạ. Chùa lắm đấy. Thôi. Đến rồi, không chùa lắm đấy. Thế là nhiều lắm rồi đấy. Quá nhiều số rồi. Có phải cho thêm nước không? Thế thôi. Nước thì thôi. Thêm tí nước nhá. Nào lấy vung này vào đây. Đấy. Giờ là chờ sủi là chín các bạn ạ. Không sủi còn thôi. Om xấu này phải cho nó mềm cái miếng thịt đã. Nói chung là bây giờ chỉ có đợi thôi. Ui thôi. Kinh khủng luôn. Ui da. Ui. Ui giời. Chín rồi. Ui. Cho chút luôn các bạn ạ. Wow.
thơm lắm. Chưa nhìn thấy vịt đâu. Chưa nhìn thấy. Chưa thấy nước. Ta mua thấy gói rồi. À đây. Đây đây đây. Đây đây. Đây đây, đúng rồi, đúng rồi. Ơi, muốn cho một đầu ấy. Thêm cái nữa. Thêm cái nữa. Thêm cái nữa. Wow. Xem vào. Nào, đặt ra đây nhá. Rồi. Cẩn thận nhé, nhé. Hai, ba. Nhẹ, ôi là nhẹ. Đó. Ui. Ui, trời ơi, thơm thế. Rồi. Anh một nhìn, nồi một nồi của anh em mình gọi là khá là nhiều vịt đón sấu, nói chung là ngon các bạn ạ, chắc nhìn có vẻ ngon đấy, siêu ngon luôn, đỉnh luôn các bạn. Cho nhưng mà anh nếm chưa? Nếm rồi, nhưng có vẻ hơi nhiều nước. Không, nó nước nồi nó phải chặt chì. Để cho mau lẹ thử miếng. À, mình thử miếng. Bằng lắm, em thử miếng nước chưa đi. Anh em mình sẽ tiếp tục đem. Không, anh thử chưa đi. Hôm nay cầm mũi, cầm mũi, cầm mũi. Bỏng lắm, bây đấy, giờ nó vẫn còn chùi rồi. Chín rồi đấy. Mời tất cả mọi người nhá. Đấy. Thịt nó như thịt trâu ấy nhỉ. Đây đây, mùi rồi, mùi rồi, mùi rồi. Mềm rồi. Mùi rồi em ạ. Rồi, em muốn lấy tí nước. Rồi. Siêu ngon luôn. Ngon chưa các bạn ơi. Mời các bạn thưởng thức mình nhá. Bàng ơi. Bây giờ phải kêu gọi mọi người đến ăn giúp. Tức là kêu gọi mọi người đến mà giúp đỡ anh em mình chiến đấu hết chỗ này. Thứ ba anh em mình là không được hết được. Ôi. Như ở nhà em mà mọi người đến đến sẵn rồi. Nhiều thức thôi. Đâu rồi? Rồi anh em mình lại kêu gọi. Chị Tảo ơi, ăn vịt om sấu không? Ui ơi, vịt om sấu, vịt om sấu. Đưa mời tất cả mọi người bán chưa? Về bán rồi, âu được. Rồi, mình kiêng ra chỗ đoạn đường này đi. Rồi. Ngon lắm các bạn. Đấy, anh cầm đầu đấy. Đó, cho hẳn vào đây. Anh cho hẳn vào đây. Quá. Ok. Đấy, đặc biệt các bạn. Ngon quá, ngon quá. Đây, mang xuống đây. Đúng rồi, đi rượu ấy. Đâu đâu bà? Mình cứ tưởng là thừa đấy nhưng mà cuối cùng là vẫn thiếu. Xem coi sót lại hết rồi các bạn ạ. Ôi, có anh đưa em ngồi đây. Ai tin mắt người đấy được ăn. Xấu, đấy là xấu. Đấy. Hết luôn các bạn ạ. Anh ơi, có miếng này ngon nhất này. Trời ơi. Nhâm nhâm. Nghe. Đi đón xấu em ăn được miếng nào chưa nhỉ? Em được một miếng. Em ăn được miếng nào chưa nhỉ? Anh được một miếng rồi. Anh miếng thứ hai đấy. Các bạn ơi, mình ăn miếng nào chưa nhỉ? À đây đây.
mời khách chẳng hạn. Các bạn ạ, mấy khi có khách đến nhà anh Cường mời mình vào chưa được miếng nào. Ý mình đây. Mời đại ca bảo là anh Hưng về lớp xuống mời 9 con vịt. Nhưng mà được 2 miếng, được 1 miếng, miếng này mình thứ 2. Đây. Thủ to đấy. Ui. Các bạn ơi, anh gặp vào nước. Rồi. Siêu to luôn các bạn nhìn này. Siêu to hồng lồ ấy. Đấy, mời các bạn ăn mình nhá. Mời anh nhá, nằm đại nhá, vào đại nhá. Nhưng mà thế là ngon không anh? Chưa đủ cảm nhận. Ngon. Thế làm gì nữa là cảm nhận tốt. Thôi em mua cho mua. Thôi em mua hơn nước à? Còn nói chung là rất là vui thì được Hưng Vlog về chơi với anh em mình. Đấy. Và hôm nay clip này anh em mình làm thì vẫn là cho mọi người cùng thưởng thức và tất cả kia. Nhưng mà hơi lỗi cái là Hưng Vlog chưa được thưởng thức. Chưa được làm các bạn ạ, nhưng mà mình rất là vui các bạn nhá. Đi Hưng Vlog chưa được thưởng thức. Thôi nhưng mà khả năng là phải hẹn. Thế là có mình mới có lần sau rồi. Thì anh em mình gặp nhau. Đấy, Hưng Vlog nó đang đòi về. Thế nên là phải chia hết để cho nó không được ăn sau. Thôi anh cho em xin ít nước này về ăn cơm. Ok. Ông đi em gặp lại em nhá. Rồi, cảm ơn anh. Kiểu gì hôm nay không được thì hôm sau sẽ được. Ok, đấy, cố tìm đấy. Nói chung em ăn được mới miếng thôi. Anh em mình thôi khả năng là kết thúc đây. Tại vì trời sắp mưa tối rồi. Anh em mình đi về thôi. Cho lên công đông. Ok đi. Thôi, bye bye tất cả mọi người nha. Các bạn nhớ ấn like, subscribe YouTube nhá. Nhớ subscribe YouTube của mình đấy. Nhớ subscribe. Vâng, nhớ subscribe kênh YouTube của mình. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình nha. Nhớ đăng ký kênh YouTube của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.